Tôn TV bán nguyên si bò, chỉ lấy tiền si cho một vị khách đặc biệt. Vâng, xin mến chào các bạn, chào mừng quý vị anh chị và các bạn đến với kênh Tôn TV. Lời đầu tiên thì mình xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn hôm nay là thứ mấy rồi? Để mình coi lại thứ. Hôm nay là thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020. Thì đêm hôm mình về nguyên một si bò sale, bắt còn một chuồng các bạn. Đó. Nhưng mà mình bắt hơi tối nên là mình không chia sẻ công khai báo giá được. Chỉ có mình nói là mình bắt là 115 triệu, đó là cái giá thật mình bắt. Còn để mình chớ về rồi tính là sáng nay mình làm video công khai báo giá từng con, rồi phân ra con nào đó. Vì là mình mua cá cầm như vậy mà bây giờ báo giá tối mất rồi, báo giá từng con cũng không được. Nên là sáng hôm nay chia sẻ với các bạn thì cũng có một bà chị, bà chốt hết cả bòi này luôn. Nhưng mà mình vẫn làm cái video này công khai báo giá và chia sẻ với các bạn là mình báo mình chỉ có lấy 2 triệu tiền xe thôi. Vì là cái bà chị này cũng khá là đặc biệt. Bà chị này ngày xưa bà mua của mình là 17 con bò cái trên huyện Cờ Rông Ba. Mà mình mua cái bài bò 27 con đó. Để cho chị 17 con, còn 10 con thì 5 con về Phú Yên cho chú Hòn. Đó, Ia Chờ Răng. Còn 5 con thì về mình bán bò ốm ốm mình để nhà hai con mình đang nuôi. Và bán 3 con cho người ta đếp cũng hàng xóm. Đó. Thì sáng hôm nay thì mình vận chuyển những con này về cho chị. Nhưng mà mình cũng công khai báo giá để cho các bạn tham khảo giá con bò từng con khi mình bán ra. Và cũng như là chia sẻ với các bạn cái hình ảnh chi tiết của từng con bò và giá cả của từng con để các bạn được tham khảo. Và cũng nhân tiện video này cũng cảm ơn chị đã tin tưởng ủng hộ. Và thứ hai nữa là cái bài bò mà 17 con bò cái đó mình để về cho chị đó. Nói chung là chị nuôi nói chung là nó cũng không được đạt lắm các bạn đó, vì là bò nguyên bòi về cùng một lúc đó nên là không được đạt lắm. Nhưng mà đạt hay không thì để mình giao bò xuống rồi mình sẽ quay chi tiết cái bài bò mà cách đây mấy tháng mình bán cho chị 17 con một cái. Hiện tại thì chỉ có mới có được 7-8 con bê gì đó, còn một hai con gì thì xếp sinh đó. Đó thì theo chị chia sẻ vì là xa quá mình không có thực tế tại chuồng được, nhưng mà nhân tiện cái cơ hội mình giao những con bò này về dưới cho chị thì mình sẽ quay 17 con này lại cho các bạn quan tâm tham khảo. Rồi thì bây giờ cùng vào nội dung chính của video là chia sẻ giá công khai của từng con để cho các bạn tham khảo và cũng nói sơ về từng con cho các bạn được hiểu hơn. Và trước khi vào nội dung chính video thì các bạn cũng đừng quên like và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Kính chúc cho tất cả quý vị anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, năng động và hoàn thành tốt cái công việc của mình và an toàn trong cái mùa dịch này. Và nhớ các bạn, rồi cùng bắt đầu. Thì đây là tổng quan 4 cái con bò mà mình về đêm hồi hôm để mình quay chi tiết cho các bạn xem. Đó, con cái này là có người thì gọi là con bò Anh Quốc đó, có người gọi là bò Pháp, nhưng mà chia sẻ với các bạn tên chúng của nó là Anh Quốc đó này các bạn. Đó, dòng này thì
chia sẻ các bạn ăn uống thì thôi, cái hàng này khỏi nói luôn đó. Thì có hai con bê nữa, hai con bò cái, thì nó có hai con bê nữa mà chủ nhà thì nói ông hàng xóm ông chốt rồi, nhưng mà ông còn lình xình đó, ông chưa muốn bán đó. Ý nhầm, ông chưa muốn bắt đó, thì hàng xóm là nói dặn là để ông, nhưng mà gọi là còn lình xình, chưa quyết định. Mà hai con bê đó thì hai của con của hai con bò cái này chủ nhà vừa tách sữa ra đó, nhưng mà nó hơi nhỏ, nhưng mà chủ nhà đòi cái giá hơi cao nên là mình không bắt chung với mấy con cái này được đó, nên là để lại đó, hai con ở trong chuồng ngày hôm qua các bạn xem ở đầu video đó, nhưng mà nó hơi tối đó. Thì mình báo giá chi tiết từng con để cho các bạn tham khảo luôn. Thì con bò cái anh Wood này bò bán rồi, nhưng mà mình vẫn báo giá cho các bạn xem đó. Thì nếu như con anh Wood này mình bán ra là giá 31 triệu này các bạn đó, anh Wood đó. Con này thì mình dài dạo kéo chân trụ to, đuôi dài, tốt ăn má sữa. Con này thì ba đôi răng đó, chia sẻ với các bạn như vậy, tô trí đó. Đến con thứ hai là cái con đực Ratman trụi sừng này đó. Con đực Ratman trụi sừng này là con của con bò cái đó, mà hiện tại con bò cái đó đấy còn ở nhà của chú đó, thì hiện con để lại nuôi chứ chưa bán. Con bò cái đó để lại cho thằng con đó. Thì con đó là nó rí nhất trong cái bòi bò này, con bò cái mẹ của con Ratman này nè. Con đấy tính ra nó có, nó cũng ngang giá với con Ratman này luôn này các bạn đó. Thì nó rơi vào tầm 23 triệu. Nó thì chia sẻ giá công khai thực tế luôn là cái con đực Ratman này á, là mình bán với giá, nếu mà bán ra thị trường là mình bán 23 triệu này các bạn. Đó, về thì công khai báo giá, bò bán rồi nhưng mà vẫn báo giá cho các bạn tham khảo. Ratman trụi đôi mình bán giá 23 triệu. Đó. Còn con cộp này, hai con này thì anh Wood gọi là pháp cộp lại các bạn. Mình con này rành hết cỡ rành luôn. Đó. Chân trụ mình dài, con này thì chiều cao nó không được cao lắm, nó rơi vào tầm con cỡ 1m2 bò rồi. Nhưng mà nó được cái chiều dài các bạn, và nó rành rất là rệt, rành đó là trúng cái mèo rành cộp luôn này các bạn. Đó, thì con này chia sẻ với các bạn mới có 14 tháng này các bạn. Đó, thì con này mình bán với giá là 37 triệu này. Đó, giá thị trường. Rồi, tiếp theo là đây, chân trụ con cộp này hen lắm các bạn, đêm hôm giờ nó ù y như con cộp gầm ấy đó, 37 triệu. Còn cái này á, rồi cái này thì là cũng pháp cộp, con này màu rèn trắng đen, rèn cũng đậm y như con đực này luôn. Thì con cái này với giá mình bán ra là 26 triệu đó. Thì tóm cộng lại hết là mình bán là 117 triệu, bao tiền xe luôn về tới cho chị. Vì là chị khá là đặc biệt, một việc là chị mua của bò của mình rất là nhiều, 17 con chị mua một lúc này. Rồi bây giờ tiếp theo chị mua tiếp 4 con nữa là 21 con. Đó, chị mua bò của mình rất là nhiều. Đó, anh chị tin tưởng ủng hộ mình rất là nhiều, nên là những con này chị chốt cả xe, nên là chị mình bán mình lấy tiền xe thôi. Vì là 17 con bò trước á, thì theo như chia sẻ của chú bò ở trên á, ông chú bán bò cho mình á, thì ông nói là đa phần là ông cho phối và chưa hết rồi đó. Nhưng mà khi về để cho chị 17 con, mình thấy mình sạc ra 10 con ốm xấu mình để lại và để cho chị 17 con. Còn 5 con bán cho chú Hòn thì ra được 5 con nghí, chỉ trong mấy ngày sale là đủ 5 con nghí cho chú Hòn. Nhưng mà để cho chị là 17 con thì tới nay mới có 8 con nghí hay sao các bạn, 8 con bê thôi đó. Nên là bây giờ mình thì có lúc này lúc nọ, bây giờ mình mua nguyên xe này các bạn dặn rất là nhiều đó, từ đêm hôm giờ điện thoại mình kêu suốt không lúc nào hết kêu đó. Nhưng mà mình mua cái xe mà bà chị này bà khá là đặc biệt, tính là về bán người con nuôi giao lưu cho vui, nhưng mà bây giờ chị chốt cái xe mà chị này thì khá là đặc biệt, nên là chia sẻ với các bạn không thể nào mà nói ừ bây giờ em không bán cả lùm cho chị được đó. Nên là bây giờ mình chốt qua chị rồi, có gì nếu mà mình đi mua có những cái hàng này á thì mình chia sẻ về để một người vài con nuôi giao lưu cho vui đó. Thì tổng quan cộng hết là con cái cộp này là 26, con đực cộp này 37 đó, con Ratman này là 23 và con này là 31, thì cộng lại là đúng 117 triệu đó. Nếu mình bán ra thị trường giá thì cũng gọi thôi, cứ mỗi con mình lấy 500 nghìn bán tại nhà, nhưng mà
bà chị thôi á thì khác, mình bán mình bao cả xe luôn, vì là chị bà mua cả 4 con và chị mua của mình khá là nhiều rồi nên là mình lấy giá như vậy đó, thì chia sẻ với các bạn như vậy. Từ đêm hôm giờ thì 4 con bò này mình về tới nhà mình cũng tránh công khai báo giá được, vì là đêm hôm là trời khá tối rồi các bạn. Nhưng mà chia sẻ với các bạn khi mà trời tối rồi chỉ có mình quay một cái đoạn lên bò lên xe. Thứ nhất là để cho các bạn biết là mình mua có bò rồi. Thứ hai nữa là nó tối mất rồi, mình làm tranh thủ cái video chưa đầy 10 phút mà các bạn, để chia sẻ với các bạn nếu mà những cái video mà chưa đầy 10 phút thì mình không có tiền quảng cáo của YouTube đó, nhưng mà vẫn cố gắng up lên để cho các bạn theo dõi kênh. Up lên tới là chắc cỡ 9 giờ, lúc đó là 9 giờ tối rồi đó, nhưng mà các bạn vẫn theo dõi kênh thường xuyên, và đêm hôm đến 12 giờ mấy vẫn có người gọi cho mình. Nhưng mà bà chị này khi up lên á, là bữa hôm qua chị là tính chốt cái bộ mì con mà ở dưới phụ cát của mình á, nhưng mà cái bộ mẹ con mà nghĩ ba bơ cái đó thì mình xuống mình bắt á là nó hung quá các bạn, nó ham con lắm, và cái video đó mình cũng chưa kịp up luôn các bạn, không có thời gian đó, thì cái bộ mẹ con đó mình xuống mình làm voi rồi, giá anh là 35 triệu đó, nhưng mà anh không bán, rồi sale là mình cưa ra là anh đòi 38 mình trả 35, sale là người xuống nữa, có nghĩa là người xuống 1,5 triệu là 36 năm mình tính chốt cái bộ mì con đó chưa ra cho chị. Nhưng mà xuống giàm dơi rồi xem hết rồi, nó ham con quá sức ham con nên là không dám mua đó, thì tặng cho anh 2 đàn dơi dừa để anh cột con bò ra cho nó dạng dĩ hả, rồi khi nào xuống mua đó. Thì bữa hôm qua tính chữa bộ mì con đó ra cho chị, nhưng mà nó ham con quá rồi chị, thì rau ngoài đó không khéo anh chị nuôi nó đầy trúng nữa thì khổ nữa nên là không dám bắt đó. Rồi bữa đêm hôm bắt được 4 con rồi thì về mới gọi cho chị là em mới bắt được nguyên bòi về đây ở gần nhà, thì chị xem và chị chốt cả bòi này luôn đó. Thì sáng nay bây giờ mình quay sơ sơ mình chia sẻ giá rồi công khai báo với các bạn như vậy, và bây giờ mình để cho các bạn tham khảo cái giá bò mình mua mình bán. Thì những cái con bò mình mua thì mình cảm thấy những con bò có tương lai, rõ nguồn gốc, dân nuôi có lời thì mình mới bắt đó, khá là nhiều, đặc biệt là ba con pháp ren này các bạn đó, con anh Wood đó này với lại hai con pháp ren ngoài kia. Thì chia sẻ các bạn đêm hôm giờ gọi, người ta gọi họ xem cái hàng này rất là dữ, và ông chú bán cái bài bò cho mình này là ông ngày xưa ông siêu tầm ngữ này. Chia sẻ với các bạn ngày xưa ông mua cái con bò cái này này, nó sinh được một con, bây giờ ông để lại đó mà ông giải thể cả chuồng, thì cái cặp nghĩa đó ông hàng xóm ông cũng chốt, nhưng mà ông còn đang lên sinh. Ví dụ như ông chốt thì ông chốt, mà không chốt thì hồi nào xuống mình chữa. Kẹp nghĩa con của hai bò cái đó là chú ông đòi là 38 triệu đó, mình thì trả 35 triệu được kẹp theo luôn, mà ông nói là ông hàng xóm là trả 38 triệu rồi, để coi thử ông bắt không, không bắt thì ông mới tính tiếp đó, thì mình mới bắt mấy con này. Thì chia sẻ với các bạn luôn, thì bò mình mua mình phân tầng ra từng chuyện luôn các bạn. Hai con đó là ông chú ông vừa tách sữa ra luôn các bạn, hai con bê ông nhốt trong chuồng đó, là ông để một cái ngoài ông tách sữa ra đó, bò này ông bán cả chuồng luôn vì là trả nợ ngân hàng các bạn đó, nên là ông ba bán hết cả nguyên một chuồng như thế này luôn đó, chứ không còn con nào hết. Thì tổng hết đàn của chú là ông có là ba bộ mẹ con như vậy, 6 con đó, mình mua tính ra là 4 con rồi, còn hai con kia đó, ủa 7 con nha các bạn, còn một con mẹ con Ratman nữa, còn cái con pháp cột kia là ông mua riêng á, chứ không phải là con của con cột cái đó đâu, con cột cái là anh Wood đó luôn, phối ra anh Wood đó luôn đó. Thì công việc là nó như vậy, thì chia sẻ thật như vậy các bạn cũng tham khảo giá được luôn đó, bò bán rồi nhưng mà vẫn chia sẻ giá để cho các bạn tham khảo giá mình mua bán. Rồi nắng rồi đó các bạn, bây giờ sáng hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn là đêm hôm những cái con bò này nó xuống nó dậm bất kỳ bưng xe rồi các bạn, bất kỳ bưng xe bây giờ mình vẫn còn vứt ở đây
chỗ mấy cái con bê nó ăn này đó, vẫn xì đây. Thì bây giờ đêm hôm về cũng hơi khuya, làm video xem mà ngủ luôn. Sáng hôm nay bây giờ rửa cái xe xong rồi qua hàng cái bứng, rồi chờ thằng em mình nó đi ra xã nó về. Vì làm bên đoàn thanh niên của xã, nói chung là nó làm bên đoàn thanh niên sáng nay tuyên truyền vận động gì chống phòng chống dịch rồi gì đó. Nên là tới trưa mình mới cho mấy con này ăn uống đồ xem hết rồi mình mới vận chuyển xuống cho chị. Chắc chiều mình mới xuống tới chỗ chị luôn. Thì tranh thủ buổi sáng này up cái video quay cho các bạn xem hình ảnh từng con đó. Con này thì rỉ nhất trong cái bầy, rỉ nhất trong cái bầy 4 con ngày hôm qua đó. Con này thì manh trụi, manh phối luôn các bạn. Nhưng mà cái con mẹ của con này nó hơi xỉ bò, nên là nó ra chân cánh cũng thường chứ không gọi là độc bò lắm đó. Nhưng mà mông đuôi thì bền, chân trụ đồ thì bình thường chứ không to. Con này thì mình bán không đẹp thôi, dạng đầu rất là đẹp nhưng mà cấp mình không được đẹp, cao dài chỉ bán khung đẹp vụ béo thì nhanh, chứ còn nói giống má thì cũng được. Chứ hàng này người ta nếu mà khung tàn độc bò là người ta sen giống đó các bạn, bò giống mà nếu như con này khung tàn độc thì nó rơi tầm 28 triệu đầu này, rùi lúi luôn, rất là đẹp xe mạch. Nhưng mà con này thì mình bán 23 triệu, bán khung đẹp khung vụ béo đó. Đêm hôm giờ con này thì cũng có 4-5 anh gì gọi hối, nhưng mà tính ra những người theo dõi kênh gọi hối cái bài bò này khá là nhiều đó. Sáng nay vẫn điện thoại mình vẫn còn đang reo đây đó. Nhưng mà chia sẻ với các bạn là công việc nó như vậy, bán hết vẫn báo giá, bán hết cho vị khách đặc biệt và cũng gửi lời tri ân đến chị luôn. Rồi có gì thì mình xuống mình giao bò, mình sẽ quay lại cái bài bò 17 con để cho các bạn xem và những con bê nó ra được như thế nào. Đó. Sáng nay bò về tới nhà, ít khi bò mình về cột nhà, chỉ có bắt buổi tối rồi là mình bán chưa được, mình mới để bò ở nhà thôi. Đó. Sáng nay mới chuyển. Rồi, bài bê của mình đấy. Rồi. Rồi, đây, bê rách man 10 ngày tuổi rồi các bạn. Bê phối luôn, mẹ man phối bò rách man luôn. Bê đực. Đó. Còn mấy con này thì khá lâu rồi. Anh Quốc đó. Đó, anh Quốc nhảy, không phải phối. Đó, mấy con kia cũng hàng nhảy hết. Con này thì hầu mua không biết nhảy hay phối, mua cái bộ mẹ con của ông chú theo dõi kênh để lại nuôi. Đó. Rồi, còn hai con đây, bây giờ gặp cái con đây. Mình sáng nay mình chỉ có vội ôm cho mấy con bò ôm có non thôi. Chia sẻ các bạn, nó non quá mình cũng không xây luôn. Nó già nó có mấy cái xây, còn non quá thôi ôm vứt thí xác như vậy rồi. Với lại xây không có chỗ đố, bỏ như thế này mà nó giảm hết rồi. Ăn được bao nhiêu ăn, trưa cho uống miếng nước nữa, tranh thủ đi thôi chứ. Bò này các bạn, ăn uống hiền dạng. Hàng này nó hiền dạng lắm các bạn. Đầu tụi lúi như vậy, đã. Đó, bò này mà mình không bán, mình để lại mình nuôi, mình nhìn cũng thấy thích, rất là thích. Nhìn bò rất độc đẹp bò. Đó. Đó, rồi nắng rồi các bạn. Sáng ra thì tép của mình nó hơi dựng như thế này. Đó, thì mình cũng tranh thủ quay video sớm và chia sẻ thực tế với các bạn công việc của mình nó như vậy. Rồi, thì vừa rồi là toàn bộ nội dung video mình chia sẻ. Cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian xem video của mình, ủng hộ mình. Đó, thì nếu mà thích những vấn đề mình chia sẻ, thích cuộc sống hàng ngày của mình và muốn tham khảo giá cả bò bê thì cũng đừng ngại gì đăng ký kênh của mình hoàn toàn miễn phí để ủng hộ tinh thần mình làm những video mới hay hơn, chất lượng hơn với các bạn. Đó. Đã quá. Rồi, bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn trong những video tiếp theo ạ. Bye.